bắt mực dù lột bót xài ha chanh bót chùm tiền thùm mây nắc nạc cổ sát đạp hơi bị rô khẳng nà chứ ca bật nà đôi đại bóng phá ôn bây mất thua hợp trịa bụi mọc hơi bí đà ra chùm riêng bí rút bà chăm bà lạc tạc cắm mô rạc đọa mê đía cư lột bót xài ha chạy sáng kào bị bắt mực ở mùi rạc chạy sáng kào bị bắt mực mùi rạc sạp tay nà thang ai tìm bà phí buôn khai cả nhà chạm bí bón ở phí ní lột có ban bình chanh được bót chùm riêng bụi bọt tiệt hơi đài cầm chùm đoàn chân thá nức nẹ cụ sát đài chứa ca nịp bôn tùm đọc chiêng đài lục dâm chùm hồi nâng nẹ nịp bôn bọt lên đài vị xà rì khó sắp cho phim nẹ cầm trô rồi bỏ lục bột giấy há ba lực làng thà bì rô nà ai đòl nhóm có nức nẹ cụ sát đài nức nẹ cụ nà bì rô nà ai đòl xóm sở xá nẹ thơ vơ bọt lên vị xà rì khó tật đài gót lò mèn xóm bật tạc cam nâng áo gót nịp bôn lên rồi chám nơi bật tạc cam bóng rồi hốt tử chúc chí ai đòl chanh tiệt hơi bì rùa nâng cầm sọt nà ai đòl nhóm chân sọ tập này tàm ai đòl nhóm chân sọ tập này tàm kéo sẽ đáp bọt chùm riêng rồi bỏ ai đòl chuyện bà này kì chạy tờ nâng lục bọt xoay há đà chìa mà chạy bên đồng văn bà mùa rốt đáy kéo bì bạc bì xa lập bạc mùa rìa ấy là đi bàn chanh bọt chùm riêng mùi bọt tiết đài mình chùm nông chân thá bà nức nạ cụ sát bà mình ca cầm trô bì vì bọn phá ôn bây mất bà nẹ cầm trô bà lúc bọt xe ha dàng chả ơn có co bà thà lúc bà nơi tài truyền bí rù rừng đông bà ăn tình này nè bọt chùm riêng sạp hơi từ tài sọ tập này cầm sọ tàm bà ổ cốt nạ bây mất xâm rạp cả tạm đàn phụ sân nà nơi ăn tập bọt ở khánh này.